hôm nay 30 Tết ký dấu giao thừa nha cả nhà. Chùa Pháp Hoa nha. Đây, Pháp Hoa Temple. Bây giờ là 7 rưỡi nha. 30 Tết, 7:35 cả nhà. Bữa nay ba chơi giao thừa tới 12 giờ đêm luôn. Đó. For my birthday. Người đẹp, người đẹp. Giờ đi xuống dưới lầu. Quay vô. Sẽ được thông qua chương trình tôi sẽ phút nữa đó các vị. Trước tiên là chúng ta nguyện hương rồi xứ lễ tam bảo rồi chúng ta lại Phật ba lại. Sau đó đạo tràng cùng ngồi xuống và chúng ta tụng kinh Phổ Môn. Bây giờ Phật ngồi toàn thể quý vị chúng ta đồng tưởng về trang nghiêm.
năm mới xin Giáp Thìn 2024. Thay mặt chùa Pháp Hoa, Tư Tăng Ni và toàn Phật tử kính chúc cho quý Phật tử đạo hương một năm mới an khang thịnh vượng và sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, được chư Phật luôn luôn che chở và gia hộ. Các vị đừng quên nha, ở trên đây có hai thùng tức. Sau khi mà chụp hình phát hội lên xong đó, các vị nhét một cái like, hai like thật dài, nhét hai like các vị để lên đây nhận cái lọc đầu năm của chùa Pháp Hoa. Đó là Thank you.
Đây là cái giờ phút quan trọng nhất là đây là cái chỗ lớn thành lập ngôi chùa,